Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở những video trước, tôi đã có một video chia sẻ cùng quý vị là cách quản lý tất cả các server Discord một cách hiệu quả. Vậy thì có nhiều anh em hỏi, khi mình đã follow, theo dõi một cái server khác trong cái server cá nhân của mình, và mình không muốn follow cái thông tin của server đó nữa, bằng cách nào? Vậy thì ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thoát ra một cái server mà quý vị đã cho vào cái server cá nhân của quý vị. Ở đây quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt. Quý vị chọn vào cái biểu tượng cài đặt phía dưới, chọn đến cái phần language, và trong danh sách này nó có tiếng Việt. Rồi bây giờ tôi sẽ trở về màn hình chính. Ở đây là một cái server tôi đã tạo, và đây là một cái kênh tôi đã nhận thông tin từ tất cả các server khác mà tôi đã follow, thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thì bây giờ tôi không muốn follow, không muốn theo dõi thông tin của một cái server nào đó, thì bây giờ tôi sẽ vào cái kênh này và tôi tìm đến cái biểu tượng cài đặt, chọn vào cài đặt. Ở đây quý vị có thể đổi tên server hoặc thêm chủ đề cho server. Rồi quý vị chọn vào cái phần tích hợp, tích hợp ở phần dưới. Trong cái phần kênh đang theo dõi, quý vị chọn vào xem các kênh, thì nó sẽ có danh sách tất cả các kênh mà quý vị đang theo dõi, đang follow. Quý vị tìm đến cái kênh mà quý vị muốn thoát nó ra, không muốn theo dõi cái thông tin của cái kênh server đó nữa. Ví dụ tôi sẽ chọn cái kênh này, chọn vào cái mũi tên, thì quý vị chọn tiếp vào cái phần bỏ theo dõi để không cập nhật những cái tin tức từ cái server này nữa. Đó, xác nhận một lần nữa. Ok, bây giờ tôi sẽ tắt nó đi và thoát ra. Vậy là quý vị đã thoát ra khỏi một cái server mà quý vị không muốn cập nhật tin tức nữa. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.